Sáng ngày 25 tháng 6, có thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 57 ca. Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 25 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó có 79 ca trong nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 57 ca. Đến nay Việt Nam ghi nhận tổng số 14.323 bệnh nhân. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam, tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 6 đến 6 giờ ngày 25 tháng 6, có 91 ca mắc mới, bệnh nhân 14.233 đến 14.323. 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 79 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, 57 ca, Bình Dương 10 ca, Bình Thuận 5 ca, Gia Lai 2 ca, Quảng Ninh 1 ca, Bắc Giang 1k, Khánh Hòa 1k, Long An 1k, Hải Phòng 1k, trong đó 60k được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 25 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 12.585k ghi nhận trong nước và 1.738k nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 11.015k, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có 14 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắc, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện được 2.734.013 xét nghiệm cho 6.344.999 lượt người số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6 giờ ngày 25 tháng 6. Cả thế giới có 180.666.548 ca mắc, trong đó có 165.325.083 ca đã khỏi bệnh, 3.913.700 ca không qua khỏi và 11.427.765 ca đang điều trị, trong đó có 81.255 ca diễn biến nặng.

tại Đông Nam Á trong ngày ghi nhận 38.097 ca, trong đó Indonesia tăng 20.574 ca, Malaysia tăng 5.841 ca, Philippines tăng 6.043 ca, Thái Lan tăng 4.108 ca, Myanmar tăng 787 ca, Campuchia tăng 655 ca, timor leste tăng 62 ca, Singapore tăng 23 ca và Lào tăng 4 ca. Tình hình điều trị Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 388 ca, lần 2 là 126 ca, lần 3 là 137 ca. Số ca không qua khỏi là 72 ca và số ca điều trị khỏi đến thời điểm hiện nay là 5.759 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 6 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 21 tháng 6, từ nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Sa Mát, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 22 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Một ca bệnh là bệnh nhân 14.239, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh, nữ 26 tuổi, có địa chỉ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 6, từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 4 ca bệnh 14.240 đến 14.243 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 22 tháng 6, từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Một ca bệnh là bệnh nhân 14.244 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh, nam 24 tuổi, có địa chỉ tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 18 tháng 6, từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Có 79 ca ghi nhận trong nước, 1 ca bệnh là 14.245 ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh, Nam 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam liên quan đến bệnh nhân 13.949, kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với Sars-cov-2, hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện số 2 Quảng Ninh. Một ca bệnh, bệnh nhân 14.246 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, 38 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với Sars-cov-2. Hai ca bệnh, 14.247 và 14.248 ghi nhận tại tỉnh Gia Lai có tiền sử đi về tỉnh Bình Dương đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Một ca bệnh là bệnh nhân 14.249 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, nam 7 tuổi, địa chỉ tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là F1 của bệnh nhân 13.949. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Một ca bệnh 14.250 ghi nhận tại tỉnh Long An, nữ 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là F1 của bệnh nhân 13.499 đã được cách ly Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Một ca bệnh, bệnh nhân 14.251, ghi nhận tại thành phố Hải Phòng, nữ 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là F1 của bệnh nhân 14.119. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. 5 ca bệnh, 14.252, ghi nhận tại thành phố Hải Phòng, nữ 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 14.263 đến 14.266 ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. 10 ca bệnh Bệnh nhân từ 14.253 đến 14.262 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, 1 ca là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 ca liên quan đến ổ dịch công ty Houseway, thành phố Thuận An, 4 ca liên quan đến ổ dịch công ty gốm xứ Hiền Hỏa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 2 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2, 57 ca bệnh. Bệnh nhân từ 14.267 đến 14.323 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, 19 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 và 14 ca liên quan đến cửa hàng quần áo Ngọc Hà, quận 1, 6 ca liên quan đến chợ ở Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 8 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập vùng phong tỏa một phần ấp Hậu Lân và thị trấn Hóc Môn. Chiều 24 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký văn bản khẩn về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở huyện Hóc Môn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 đối với một phần ấp Hậu Lân thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và một phần các khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thuộc thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Thời gian thực hiện là 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 25 tháng 6. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa, đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa các sở ngành liên quan, ủy ban nhân dân các địa bàn giáp danh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hỗ trợ huyện Hóc Môn thực hiện tốt chỉ đạo nêu, nêu trên. Tại xã Bà Điểm, đến nay đã ghi nhận 64 ca bệnh tại ấp Hậu Lân và 7 ca bệnh liên quan đến các địa bàn khác. Ngoài ra có thể có những ca bệnh chưa phát hiện. Tổng diện tích khu vực áp dụng phong tỏa ở xã này là 5 hectare với 439 hộ, 1.471 người. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa với 7 chốt. Mỗi chốt kiểm soát gồm 3 người một ca, mỗi ngày 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Còn tại thị trấn Hóc Môn đã ghi nhận 34 ca bệnh và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện. Tổng diện tích khu vực áp dụng phong tỏa ở thị trấn là 56 ha với 1.125 hộ, 5.883 người. Có 4 đơn vị hành chính trong khu vực phong tỏa là Bưu điện Hóc Môn, Đội Quản lý Thị trường số 18, Tri Cục Thuế Hóc Môn và Trung tâm Văn hóa huyện. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực với 12 chốt. Mỗi chốt kiểm soát gồm 3 người 1 ca, mỗi ngày 3 ca, mỗi ca 8 tiếng tiếng. Mỗi ca gồm có một công an, một quân sự và một cán bộ thị trấn Hóc Môn. Trước đó, huyện Hóc Môn đã phong tỏa các ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Tân Thới 1 thuộc xã Tân Hiệp nhằm kiểm soát dịch bệnh. 4 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh mới tiêm hơn 100.000 liều vắc xin COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiêm 200.000 liều vắc xin COVID-19 một ngày, song sau 4 ngày triển khai chiến dịch mới tiêm được hơn 100.000 liều. Đợt tiêm chủng thứ tư bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 với mục tiêu tiêm 836.000 liều, bao gồm 50.000 liều dành cho công an và quân đội. Số vắc xin được Bộ Y tế ưu tiên phân bổ khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao. Tại lễ phát động ngày 19 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho biết, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất của thành phố với tốc độ triển khai thần tốc trong 7 ngày. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức 650 điểm tiêm trong cộng đồng mỗi ngày, bao gồm điểm tiêm tại trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm tiêm lưu động để bảo đảm việc giãn cách Mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện cho 200 người mỗi ngày. Nếu thực hiện đúng tiến độ thì trong một ngày sẽ có 200.000 người được tiêm chủng và sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 6, ông Hưng nói. Ngày 21 tháng 6, ngành y tế tăng cường huy động 864 đội tiêm từ các trung tâm y tế, bệnh viện, bộ ngành, bệnh viện tư nhân, công ty cổ phần vaccine Việt Nam, phòng khám đa khoa, trong đó 391 đội phụ trách 96 điểm tiêm cộng đồng, 473 đội phụ trách các điểm tiêm khu công nghiệp, khu chế xuất. Sở Y tế cũng giao trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động cấp cứu cho chiến dịch, đảm bảo có các kíp cấp cứu tại chỗ xử trí ban đầu nếu xảy ra sự cố, huy động báo động đỏ xe cấp cứu tại các bệnh viện được phân công, hỗ trợ chuyển bệnh an toàn nếu có chỉ định. Quy trình báo động đỏ của bệnh viện phải đảm bảo sẵn sàng khi nhận được tín hiệu. Đến ngày 22 tháng 6, thành phố tiêm hơn 64.800 người, ngày 23 tháng 6 thêm hơn 40.000 người được chủng ngừa. Tổng cộng đến hết ngày 23 tháng 6 chỉ hơn 100.000 người được tiêm, gồm các nhóm ưu tiên mở rộng, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tổ COVID 19 cộng đồng, người làm việc trong lĩnh vực thiết yếu, người dân vùng nguy cơ cao bùng phát dịch tại 22 quận huyện thành. Như vậy, hiện thành phố cần hoàn thành hơn 700.000 mũi tiêm trong trong vòng 3 ngày nếu theo đúng kế hoạch. Bộ Y tế ngày 23 tháng 6 đã gửi công văn đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai tiêm chủng ngay số vaccine được cấp. Bộ cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 870.000 liều vaccine COVID-19, bao gồm cả số vaccine đợt 3, song đến nay mới tiêm được hơn 50.000 liều là chậm, cần đẩy nhanh tiến độ. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình sáng ngày 24 tháng 6 đã khẩn cấp yêu cầu 17 bệnh viện cử 240 đội hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ chiều nay. Mỗi đội tiêm tối thiểu 5 nhân sự, gồm một bác sĩ khám sàng lọc, hai nhân sự tiêm vaccine, một bác sĩ và một điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm. Các bệnh viện cử thêm lực lượng hỗ trợ công tác hành chính như tiếp nhận, cấp giấy xác nhận. Mỗi đội tiêm mang đầy đủ vật tư và thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng. Nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng, khiến số tiêm mỗi ngày không đảm bảo kế hoạch. Ngày 23 tháng 6, thành phố dự kiến tiêm hơn 63.300 người, tuy nhiên tổng số tiêm được trong ngày chỉ hơn 40.000. Theo một bác sĩ tham gia chiến dịch tiêm chủng đợt 4, sáng ngày 24 tháng 6, đội tiêm chủng phụ trách điểm tiêm tại một công ty thuộc khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, khi đến nơi các y bác sĩ ngồi chờ hơn 3 giờ vì công ty chưa thông báo điều phối công nhân đến tiêm kịp thời. Các điểm tiêm ở khu dân cư thì ổn hơn, ít phải chờ đợi hơn so với các công ty ở trong khu công nghiệp khu chế xuất, bác sĩ này cho biết, nhiều người lao động cho biết không được công ty thông báo trước hoặc là thông báo không cụ thể nên không biết điểm tiêm ở địa điểm nào. Một bác sĩ tham gia khám sàng lọc cho biết, nhiều người phải hoãn tiêm không đủ điều kiện tiêm sau khi khám sàng lọc, đặc biệt là một số người không thể tiêm ở các điểm lưu động, phải tiêm ở môi trường bệnh viện đầy đủ phương tiện cấp cứu. Nhiều điểm tiêm, số người được tiêm sau khi khám sàng lọc chỉ chiếm 70 đến 80% số người đến đăng ký tiêm. Một số người nghe được tiêm lo quá, vui quá, mạch tăng không ổn định, không được tiêm. Một số khác thì không ăn sáng, không uống thuốc trị huyết áp, nên huyết áp tăng phải quay về đợi hôm sau đến tiêm, bác sĩ chia sẻ. Một số người e ngại rủi ro, lo lắng có tác dụng phụ, phản ứng sau tiêm, nên sau khi được tư vấn thì không đồng ý tiêm. Trước đó vào ngày 8 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4, thành phố đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine đợt 1 với 9.155 nhân viên y tế của 73 cơ sở y tế công lập. Đợt 2 diễn ra từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5, tiêm 64.416 người, trong đó có 55.512 người tiêm mũi 1 và 8.904 người tiêm mũi 2, gồm nhân viên y tế, nhân viên tại sân bay, cảng biển, nhân viên phục vụ khách sạn được sử dụng làm khu cách ly tập trung của nhân viên, vận chuyển người cách ly. Đợt 3 diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến nay, thành phố đã tiêm 55.311 người trên tổng số hơn 74.500 liều được nhận.